Chào các bạn. Mấy hôm nay các bạn đi làm các bạn có thấy lạnh không? Rất là lạnh đúng không? Thì ra đường các bạn nhớ mặc thêm áo ấm nha. Chứ mùa này mà rất là dễ cảm lạnh á. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái món bún, đó chính là bún ốc. Thì cái món bún ốc này nó sẽ rất thích hợp vào những cái ngày se se lạnh như thế này ha các bạn. Mình ăn một tô bún ốc nóng hổi luôn, rất là ngon. Nguyên liệu để làm cái món bún ốc này thì mình sẽ có ở đây là ốc. Các bạn có thể dùng ốc bu. Ốc bu thì mình mua nguyên con về rồi mình ngâm nước vo gạo, mình lấy nó ra. Hoặc là các bạn luộc sơ nó rồi các bạn lấy nó ra cũng được. Mình sẽ dùng khoảng 300 gram ốc ha các bạn. Đậu hũ chiên, thì các bạn mua khoảng 200 gram. Một ít trái ớt hiểm, sa tế, hành lá, sả và ngò gai. Nguyên liệu để mình làm cái màu nước thì ở đây sẽ có là cà chua nè. Lát nữa mình sẽ bầm cà chua nhuyễn ra để mình xào, mình lấy cái nước màu cho nó đẹp. Hành tím, tỏi và một ít cái phần me. Về cái me này thì mình sẽ không có làm đổ chung vào trong cái nước ha các bạn, mà mình làm cái nước mắm me để khi mà mình ăn cái bún ốc này mình sẽ chan cái mắm me vào thì sẽ tạo cho cái nước dùng nó có cái vị chua chua và ăn kèm với lại bún thì đương nhiên rồi. Ngoài ra thì còn xương heo nữa, thì cái xương heo mình sẽ giúp cho cái nồi nước dùng của mình nó ngọt hơn. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ phải đi ninh cái phần xương heo trước nha các bạn. Rồi bây giờ đầu tiên để ướp cái phần ốc này thì ốc các bạn rửa sạch ha, rửa thật là sạch, rửa khoảng 5 đến 6 lần nước lạnh cho nó sạch rồi bóp lại với lại nước muối. Với những con ốc màu to thì mình sẽ cắt nó ra làm đôi. Đây nè, ví dụ như con này to nè các bạn, mình cắt ra làm đôi như thế này. Để khi mà các bạn xào lên ăn nữa nó không quá cứng, nó không quá dai mà nó giòn, nó ngọt. Gia vị để ướp cái phần ốc này thì mình sẽ cho vào đây là một muỗng canh sa tế. Nếu như các bạn nào mà không ăn cay được hoặc là ăn cay ít thì giảm cái lượng sa tế xuống. Tiếp theo là cho vào đây là một thìa cà phê hạt nêm, một thìa cà phê đường phèn nữa, khoảng 2/3, 2/3 thìa cà phê muối hạt, nửa thìa cà phê tiêu và một thìa cà phê dầu hào. Rồi các bạn cho vào đây là khoảng 2 thìa cà phê nước tương. Rồi chúng ta sẽ trộn cái phần gia vị này lên để chúng ta ướp vào trong con ốc. Đó các bạn trộn lên ha. Cái sa tế này là cái sa tế mà mình làm ở nhà, thì trong cái sa tế này nó có sả rồi các bạn, mình không cần là phải ướp sả. Nếu như sa tế của các bạn không có sả thì mình sẽ bầm thêm một ít mình cho vào để cho ốc mình nó thơm. Thì trong cái sa tế này nó có sả này ha, rồi hành tím, ớt và tỏi. Nên là cái ốc mà các bạn ướp với lại cái sa tế á thì nó rất là thơm. Bạn nào mà chưa biết cách làm sa tế thì có thể là xem lại cái video làm sa tế của mình nha. Mình đã từng chia sẻ cách làm sa tế rồi. Mình để nhà mình xài cả tháng 2 tháng gì các bạn, rất là lâu. Ok, cái ốc này mình sẽ ướp nó khoảng 20 phút nha các bạn. Rồi trước khi mà nấu nước dùng thì các bạn bắt lên một cái nồi nước ha. Các bạn nấu cho nước nó sôi thì sôi, rồi mình cho thịt vào, mình trụng sơ qua đi để cho cái nước lèo mình nó được trong trong. Trụng sơ xong rồi mình vớt thịt cho nó vào trong một cái thau nước lạnh các bạn ha. Rồi mình bắt đầu mình đi nấu nước dùng. Đó, được rồi đó. Bây giờ mình sẽ vớt nó vào trong cái thau nước lạnh này. Để mà nấu nước dùng xương á, thì thường là mình sẽ cho vào đây một ít hạt nêm, rồi muối hạt, rồi mình ninh thôi, mình ninh xương thôi, chứ cũng không cần phải nêm gia vị nhiều các bạn. Rồi mình sẽ đổ cái nước này đi nha. Đó, thì bây giờ để nấu cái nước dùng á, thì mình sẽ cho vào đây là khoảng 4 đến 5 cái củ hành tím các bạn ép cho nó dẹp ra, rồi mình cho vào trong nồi này. Rồi xương sau khi mà các bạn cho vào trong thau nước lạnh á, mình vớt ra, mình cho vào trong nồi này luôn. Rồi cho vào đây khoảng 5 khúc sả nữa các bạn đập dập á, cho vào. Cái phần sả còn lại thì mình sẽ cho vào sau, tại vì sả mà các bạn nấu sớm quá thì khúc cuối lúc mà ăn á, múc ra ăn á, thì nó lại mất đi cái mùi thơm của sả. Nên tạm thời mình sẽ nấu khoảng 5 khúc thôi để cho nó giữ được cái mùi sả. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là 2 thìa cà phê muối muối hạt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là 2 thìa cà phê hạt nêm. Rồi ok, mình sẽ nấu cái nước dùng này. Thì mình sẽ ninh đến khi nào mà xương nó mềm thôi.
á, thường là thời gian ninh nó khoảng từ 25 đến 30 phút. Nếu mà các bạn nấu cái món bún ốc này, các bạn dùng xương ống cũng được, xương ống thì nước nó sẽ ngọt hơn ha. Và nấu nước dùng thì không cần phải đậy nắp các bạn cứ việc để như thế này nha. Rồi thì đầu tiên các bạn bắc lên chảo một ít cái dầu ăn, rồi mình cho cái hạt điều màu vào để mình lấy cái màu cho nó đẹp. Khi mà hạt điều nó ra màu rồi thì mình vớt bỏ đi, mình lấy lại cái phần nước thôi, nước dầu thôi. Rồi mình phi hành tím và tỏi cho nó thơm. Thì hành tím các bạn cắt lát nó ha, cắt lát khoảng 4 đến 5 cái củ hành tím gì đó, tỏi thì khoảng 3 4 tép, đập dập ra. Mình phi nó thơm lên để mình xào ốc. Về cái hạt điều màu mà các bạn muốn mua thì các bạn có thể mua trong siêu thị. Mình thấy là hầu như tất cả các siêu thị đều có bán cái này. Mua về một cái gói nó cũng khoảng 50 gram à, cũng ít lắm, không có nhiều. Nhưng mà mình nấu được rất là nhiều lần. Để cho hành tím và tỏi nó thơm lên ha, rồi mình cho ốc vào. Đó, khi hành tím và tỏi nó đã thơm rồi thì mình cho ốc vào xào. Có hạt điều màu vào mình xào thì con ốc nhìn nó sẽ đẹp hơn, nhìn cái tô bún nó cũng hấp dẫn hơn các bạn. Mình xào mình để lửa vừa ha, mình xào cho chín con ốc luôn nha, mình không có xào tái. Chín luôn rồi khi nằm ăn bún thì mình sẽ múc múc ốc mình bỏ lên bún rồi mình chan nước lèo lên. Cái phần ốc xào này nè các bạn xào cho nó vừa chín tới rồi ha. Mình không có xào lâu quá, xào lâu quá ăn con ốc nó cứng ngắc à, không ngon. Xào nó vừa chín tới thôi thì ăn nó sẽ giòn và nó ngọt nha các bạn. Đó thì mình cứ xào xong rồi mình để trong chảo rồi đi. Chút nữa mình nấu cái nước lèo xong á, nấu bún xong á, tất cả xong rồi mình sẽ múc ốc, mình chan nó cho nó vào bún rồi mình chan nước lèo lên. Rồi bây giờ đến cái phần cà chua. Cà chua thì mình cho vào chảo một ít dầu ha, để cho dầu nó nóng lên á, rồi mình cho sả và ớt vào. Khoảng 4 5 cái khúc sả các bạn và khoảng 3 trái ớt hiểm. Đó, xong rồi mình cho cái cà chua vào luôn. Mình xào cho cái phần cà chua này lát nữa nó nhừ nhừ đó các bạn. Nó ra cái màu ha, rất là đẹp. Rồi mình chan cái nước cà chua này vào trong cái nồi nước lèo của mình. Mình xào nó khoảng 2 phút đi, 2 phút 3, 3 phút gì đó ha, rồi mình mới cho cái phần đường vào để cho nó cân bằng lại cái vị nha các bạn, tại vì cà chua thì nó sẽ chua. Cho một ít đường phèn vào để cho cái vị nó đậm hơn, chua ngọt ngọt. Hôm nay á, các bạn mình đọc được một cái comment của một bạn ở trên Facebook trong cái video là gà kho sả ớt. Thì bạn ấy bảo rằng là từ bé đến giờ đó là không có biết nấu ăn. Nhưng mà khi xem cái video của mình á, thì lại là nấu thành công và cả nhà khen. Thì thật sự là bản thân mình thấy rất là vui. Tại vì khi mà nấu nướng đôi khi là nó cũng mệt các bạn, nhưng mà khi mà mình đọc được những cái điều đó, mình đọc được cái sự thành công của các bạn á, mình thấy rất là vui. Có những bạn thì xem những cái video ví dụ như là bí đao rồi sữa đậu của mình á thì buôn bán được nữa. Nói chung mình cũng rất là mừng cho các bạn đã có thể làm thành công được và đem cái thức uống ngon, đem cái món ăn ngon đến cho những người khác. Thì cái đó là một cái niềm vui rất là với mình rất là lớn luôn. À, về cái phần hành tây thì các bạn cắt nó ra thành từng cái lát mỏng mỏng như thế này, rồi cắt cái phần hành lá và ngò gai cắt nhuyễn ra ha, để chút nữa mình nêm vào trong cái tô bún nha các bạn. Thì cái này nó sẽ giúp cho món bún chúng ta nó thơm hơn. Rồi với 4 trái cà chua thì mình sẽ cho nó khoảng 2 muỗng rưỡi canh đường phèn, có 2 muỗng rưỡi cà phê đường phèn các bạn. Để cho nó không có quá chua, cho nó ngọt ngọt xíu. Mình chan nó vào trong cái nồi nước dùng của mình, nó vừa có màu mà nó vừa có cái vị nữa. Rồi cái phần sốt cà chua chúng ta sau khi mà đã xong rồi mình cho nó vào trong cái nồi nước dùng luôn. Bây giờ thì các bạn có thể là nêm nếm ha, mình gia giảm thêm gia vị, ví dụ như là cảm thấy nó chua thì mình cho thêm đường, còn nếu mà chưa có vị đậm đà thì cho thêm muối hột, cho thêm khoảng một thìa đến một thìa rưỡi cà phê muối hột để xem mà nó vừa với cái khẩu vị ăn của gia đình mình ha. Cái nước lèo của mình á, thì nó có cái vị chua chua thanh thanh và ngọt ngọt các bạn, và nó hơi chưa có vừa ăn lắm, nó hơi lạt lạt, thì mình sẽ cho vào đây chắc khoảng một thìa cà phê muối hạt nữa cho nó vào để cho cái nước lèo mình nó đậm đà nha. Cái vị chua thanh thanh là của cà chua các bạn ha. Cái món này thì mình sẽ không dùng me hoặc là dùng chanh, cho cái nước lèo mình nó chua thanh thanh của cà chua thôi.
Rồi ok rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu hũ vào là sau cùng luôn. Cái đậu hũ này nếu mà các bạn mua về các bạn chiên cũng được, hoặc là các bạn có thể mua cái loại chiên sẵn. Bây giờ ở chợ thì mình cũng thấy người ta bán nhiều lắm các bạn. Mình đứng đó ha, cái người ta chiên cho mình thì mình mang về luôn. Nóng hỏi à. Còn không á thì mình mua về mình chiên, mua đậu hũ trắng về á, mình chiên cũng được. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tắt lửa và bắt đầu là múc nước lèo chan vào tô bún nha các bạn. Rồi bây giờ chan nước lèo vào bún thôi. À, cho vào đây một ít đậu hũ nha. Hũ chiên. Rồi cục xương. Xí quách. Ô cái này xí quách mà các bạn chấm với lại nước tương hay là nước mắm nữa. Đã lắm các bạn. Đó, rồi mình sẽ chan đây một ít ốc xào. À, một ít ốc xào. Đó, các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Rồi một ít cái phần hành tây cũng như là cái phần ngò hành. Rồi bây giờ mình sẽ múc nước lèo chan vào. Đó, về đó hoàn thành xong cái món bún ốc mà hôm nay mình giới thiệu với các bạn rồi. Các bạn làm ăn thử nha, rất là ngon các bạn. Nước lèo thì nóng hổi luôn. Đó, con ốc nè. Ốc xào vàng, rất là đẹp. Rồi, bây giờ ăn thử cái tô bún ốc thôi. Về cái phần nước mắm me thì các bạn múc nước lèo của các bạn chan vào trong cái tô, chan vào trong cái phần me nè. Rồi mình cho một xíu nước mắm nữa là rồi mà dần, có thể dần thêm một xíu đường cũng được hoặc là không. Thì xong rồi, cái nói chung cái nước mắm me này nó chỉ là tạo ra cái vị chua cho cái nước lèo thôi các bạn ha, nó cũng không có gì quan trọng lắm nên mình không có quay. Rồi vậy thì bây giờ là ăn thử cái tô bún của mình xem. Vị của nó rất là ngon, nó có cái vị chua chua thanh của cà chua các bạn, và nước lèo thì nó mặn mà. Này phải ăn thêm ốc nữa mới ngon. Ốc nó rất là giòn các bạn, giòn mà nó ngọt lắm. Đậu hũ nè. Đó thì với cái món bún ốc này nè các bạn, phải có thêm cái phần hành tây và cũng như là ngò gai, hành lá để cho mình rắc lên trên đó, thì nó sẽ tạo thêm cái vị, cái mùi thơm cho cái món bún ốc. Ngoài ra thì cái phần ốc này mình cũng nên xào với lại cái hạt điều màu để cho nó có cái màu đẹp nha. Ok, thì hy vọng qua cái video này mình đã chia sẻ với các bạn một cái món bún ngon nằm trong series món ngon mỗi ngày, đó chính là bún ốc. Hy vọng các bạn sẽ thích món ăn này. Nếu như các bạn thích thì đừng quên bấm like và bấm đăng ký channel để ủng hộ mình ra những cái video mới hơn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những món ăn tiếp theo.